Thưa quý vị, ngày mai 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, bình dị về cuộc chiến cam go chống lại bệnh tật của những người bệnh và cán bộ ngành y, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức triển lãm ảnh mang tên Hy vọng. Vâng, và thưa quý vị, mỗi bức ảnh là một câu chuyện khác nhau được ghi lại. Đó có thể là đôi mắt tập trung cao độ của các bác sĩ trong một ca phẫu thuật khó, hay một nụ cười hạnh phúc của những nhân viên y tế cùng với gia đình bệnh nhân khi mà đón những em bé xinh xắn chào đời. Tập trung cao độ, đó là tên của bức ảnh này. Bức ảnh được chụp tại khoa ngoại khi các bác sĩ đang thực hiện mổ ủ não cho bệnh nhân bằng kỹ thuật mới. Đây là khoảnh khắc được ghi lại tại thời điểm mổ hộp sọ. Ánh mắt của hai bác sĩ đã lột tả hết được sự cẩn trọng tối đa, tâm trí của các bác sĩ. Cảm thấy là bức ảnh này tôi rất tâm đắc vì là tôi chụp được cái khoảnh khắc mà ánh mắt của bác sĩ người ta tập trung cao độ kể cả hai người. Thế rồi thì cái sự việc người ta phải làm là một cái ca mổ khó, đấy, lại dùng kỹ thuật cao. Thế nhưng mà ở đây lúc này là chưa dùng đến kỹ thuật cao, nhưng mà là người ta đã tập trung đến mức độ ấy, thì đến khi mà dùng đến kỹ thuật cao để tách cái khối u trong não ra chắc là nó sẽ còn phải căng thẳng hơn nhiều. Nằm điều trị tại khoa cơ xương khớp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 9 ngày nay, bệnh nhân 80 tuổi này đã rất xúc động khi xem các bức ảnh về sự phục vụ của các y bác sĩ. Thấy là rất là cảm động đối với sự phục vụ tận tình của y bác sĩ. Cái thứ hai là cảm động vì các cháu tận nguyện. Khi được y bác sĩ mà quan tâm điều trị đến nơi đến chốn thì chúng tôi là rất là cảm động. Tôi muốn là gửi đến các y bác sĩ là mình làm thế nào mà giữ đúng cái như là cái lời dạy của Bác Hồ là thầy thuốc y mẹ hiền. Chúng tôi cũng gửi gắm tới nhân dân là chúng tôi tiếp tục phấn đấu để có nhiều các cái hình ảnh đẹp hơn nữa và những cái lòng tận tình nhiều hơn nữa để giúp cho cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thế và chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng là những cái nguồn động viên đối với lại cán bộ viên chức bệnh viện khi những cái lòng tận tình của họ và những cái sự nhiệt tình phục vụ của họ được ghi lại và được mọi người biết đến. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 3 để lan tỏa sự lạc quan cho những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo có thể nở nụ cười như cụ bà trong bức ảnh này.